những vụ mất tích bí ẩn, nạn nhân không để lại bất kỳ dấu vết nào, những manh mối đều dẫn vào ngõ cụt. Ai sẽ trả lời được câu hỏi họ đang ở đâu? Cháu có liên quan? Liên quan gì? Không ai cả. Và thám tử số 1 Việt Nam phải đích thân ra tay. Để đạt hiệu quả trong vấn đề điều tra, chúng tôi cần những lời khai chân thật từ những gia đình của các nạn nhân. Đây là vợ của em. Em là Trần Hồng Phúc, nhà em ở bên Úc, gia đình thì đông đúc, được cái sống hạnh phúc trong nhà của thứ Úc, cỡ bằng tuổi chú Úc á, là cha mẹ hối thúc mày lấy vợ đi Phúc. Mời anh trực tiếp vô vấn đề. Thì lần cuối vợ con gọi về đây, nghe toàn là tiếng tay, những âm thanh gì đó ồn ào, được vài giây cúp máy mất tiêu. Lên hình thì phải thật chỉnh chu và thần thái chứ. Có khi nào con nhìn thần thái của cha không? Mình bắt đầu tiếp nha. Cách đây 2 tuần, ba tôi có chụp hình và đăng ở trên Facebook. Nhưng mà ở đâu thì lạ lắm. Tôi nhờ ông giúp giùm cho tôi kiếm cháu nội tôi. Ông muốn bao nhiêu tiền? Theo kinh nghiệm của tôi, những người mà khá giả hay lọt vào tầm ngắm của những thành phần bất hảo. Ông đừng nói với em. Tất nhiên có tôi. Tôi có. Anh đã giúp tôi nghe tôi à. Sau những cái bằng chứng này thì tôi đã có một kết luận là cả 3 vụ mất tích có liên can gì. Đây có thể là một vụ bắt cóc. Hả? Mùa mưa mà. Với kinh nghiệm của cha con chúng tôi á, thì dù có bất cứ nơi đâu chúng tôi cũng sẽ tìm ra được manh mối. Ở đâu? Ở đâu vậy? Ở đâu? Bí mật không thể nào bật mí. Con gái. Dạ. Chúng ta phải khởi hành ngay. Chuẩn bị đi. Yes sir. Who let the dogs out? Được chưa? Làm lố quá. Mặc đồ này thì phải tạo dáng cho nó ngầu. Thôi, trở lại xì tai cũ đi. Coi thử hộp cảnh đẹp lắm. Đúng ở đây rồi. Nè, con đi theo hỗ trợ cho cậu ta. Nhớ giữ im lặng, không có manh động nghe chưa? Yes sir. Cô làm gì vậy? Nếu như đây là một vụ bắt cóc thì chúng ta không được bước dây động rừng, có biết không vậy? À, đi theo tôi.
Mọi hoạt động điều tra phải thật bí mật. Đi điều tra mà người ta tưởng mình đi chơi. Mọi góc nhìn phải thật sâu sắc, toàn diện và đầy đủ. Phát hiện nhanh chóng chính xác. Phải suy luận và kết luận một cách khoa học. Vào đây xem một chút nha. Đi tôi sẽ đền ơn với ông. Tôi đi vòng vòng tôi cũng mệt mà tôi đói bụng, tôi còn không dám ăn mà đói đói muốn xỉu. Đói thì vô nhà hàng ăn, ai cấp đâu. Tôi biết rồi, tôi biết tội cao tôi rồi. Bác ơi, làm công quả mà chửi quá chửi. Kia vậy? Tại vì cháu của bác thích ăn nhà hàng lắm. Cháu của bác chắc mập bự lắm. Đâu có, tốt tướng lắm, đẹp gái lắm. Thôi để bác đi kiếm coi nó có đi đợi đây nó ăn không nghe không? Dạ dạ. Dạ, con nghe bác. Có manh mối hả? Dạ rồi rồi rồi. Để con kêu bác gái đi liền. Dạ 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 dạ. Con có sao không? Tôi không sao đâu. Chắc là ngồi nghỉ chút là hết rồi. Hỏi. Mình đi nổi nữa không? Hay mình đi về nữa? Không. Anh thích ở đâu? Thì để tôi cõng mình vậy. Muốn làm như là mình và người ta không bằng. Thôi tôi dìu mình về rồi. Nha. Dìu đi chơi. Từ từ thôi. Từ từ, từ từ. Je n'ai jamais peur, même seul dans mes draps. J'ai pas mal au cœur, j'ai vậy, juste un peu froid. Bây giờ em muốn đi tiếp hay đi về? Est-ce que le jour only you can to make all this world seem right. Chờ tôi chút đi, có điện thoại. Dạ, con nghe nè.
Dạ con tới liền. Thả xuống mau lên mau lên mau lên. Nè, chân em đang đau mà. Chân em hết đau lâu rồi. Chú ơi, có manh mối gì hả chú? Tôi đã tìm ra được một manh mối rồi, liên quan tới vấn đề một nhóm nước ngoài nó bắt cóc người, là nó chỉ cần tiền. Tôi sẽ đưa hết, muốn bao nhiêu tôi đưa bao nhiêu. Nhưng bây giờ sự việc không còn đơn giản như vậy. Không ơi, bởi vì khi mà họ đã bị tôi phát hiện rồi thì họ không cần tiền mà họ chỉ... Cháu nội tôi mà... Cứ khóc đi, tại sao im vậy? Cái gì vậy? What? Phải quá quá gì, nói tiếng Việt luôn đi. Hả? Tại sao từ nay đến giờ ông theo dõi làm gì? Không có ý đồ gì đâu. Biết tiếng Việt? Biết nói tiếng Việt hả? Cháu là người Việt Nam à? Cái gì? Ờ. Là người Việt Nam à? Ờ. Người Việt Nam nào mà đậm đà màu sắc thế này nhỉ? Thôi, đùa đấy thôi. Đúng là cháu là người nước ngoài cũng đi du lịch ở đây. Mà cháu hỏi thật, tại sao từ nay đến giờ chú lại theo cháu làm gì? Hả? Tại thì tụi tôi tìm người mất tích. Người mất tích hả? Ừ. Đúng rồi. À, chú nói thật với cháu là có mấy người mất tích cơ. Đấy, mà theo cái suy nghĩ rất là logic của chú ấy, là nó có cái hình bóng của cháu ở trong đấy. Cho nên là chú nghi ngờ, cho nên chú phân tích ra là cháu có liên quan. Ồ, liên quan gì? Trời. À, bởi vì cái người đấy là đứng chụp ảnh gần cháu. Bây giờ chú bảo là cháu có chụp ảnh với một ai đó rồi các kiểu, bây giờ đưa ảnh đây cho cháu xem. Ồ, tự nhiên giờ biết tìm ai bây giờ? Chú có một cái ảnh nhưng mà thằng kia nó táp nó đi rồi. Cái ảnh đâu? Dạ, đây. Đây bác. Đây. Đây là con này, đúng không? Ồ, con đen hả? Sao đen thế? Ồ, thế mày nghĩ mày trắng à? Tốn nhiều kém trộm rồi đấy. À, hôm trước vừa gặp xong mà, nó vừa tìm độc vào chú, xin lỗi chú đấy mà. Nhưng mà bây giờ biết là đâu? Theo kinh nghiệm của con ấy, muốn tìm ai cũng phải ra lễ hội thôi, chứ ở đây đi phòng phòng làm gì, trời ơi. Ở ngoài nó đông vậy, sao biết đường mà tìm? Trời, việc của tôi hả? Tôi cứ ra đây mà tìm đi. Đúng rồi, đâu phải việc của người ta, mày vô duyên. Cảm ơn nha. Chúc may mắn nha. Cảm ơn. Bà nội mừng lắm, bà nội đồ ăn ở đây ngon lắm, bà nội đồ ăn chưa?
Dạ, làm anh lo lắm biết không? Sorry. Em chơi vui quá. Ủa, em có gọi anh hả? Chứ ai, bộ em không thương anh nữa hả? Xin lỗi ông xã. No. Chờ anh chút đã. Anh đi đâu vậy? Về nhà thôi. Không. Mấy người đi chơi rồi, bây giờ tới bọn tôi. Đi chơi. Yeah. Đâu? Má hả? Tới tiệm mà Tâm Tử Quỳnh Linh mất tiêu rồi. Khóa cửa luôn mà. Có gọi mà ông nói cái gì gọn lắm. Hỏi về má. Thám tử mà cũng mất tích. Sao cuộc sống này nhiều bất ngờ quá hả? Trời ơi, nóng quá vậy trời. Đưa em đi chơi, đi khắp nơi phương trời. Dù xuân vui chơi là kỳ coi chui em ơi. Một khi vui chơi, một xuân vui vô cùng. Hết đi chơi vô tới. Nếu muốn được chào dân những ngày hè hưng khởi, vừa giải trí ẩm thực và mua sắm, chớ có chần chờ chi. Tuổi trẻ xem màu hoàng phi, dắt lũ trẻ con đến khi đỏ lên tuổi thơ có sân qua đồng hành. Nếu muốn được chào dân những ngày hè hưng khởi, vừa giải trí ẩm thực và mua sắm, có lễ hội thật vui quanh năm không bao giờ thiếu, sân qua thật vui cứ thế mình chơi vui lắm chẳng muốn về. Chẳng muốn về. Đến xem qua, vui chẳng muốn về.